cái nhà nó chiến đấu với khủng long được không? Mình nghĩ con khủng long bọc chúa kìa. Tao đổi với tôi đi, tôi không có gì là. Bạn có chịu đổi với tôi không? Không đổi là tôi chọn bạn đó. Bạn Toan. Được. Không được mà, con đã có chịu lành này không có sức mạnh. Sao tôi leo? Kệ bạn. Được đâu. Không, em mình đi kiếm con khác đi. Con khủng long cổ dài bảo vệ rồi, chạy theo tôi đi, chạy theo. Bạn thống này leo lên cây làm gì nào các bạn ơi? Ủa kêu bạn giăng võng rồi bạn leo lên cây làm gì vậy? Giăng võng. Giăng ở đâu? Trên này nè. Giăng cái võng trên cây luôn hả? Rồi. Này bạn ơi, mình nghĩ con khủng long bọc chúa kìa. Đúng rồi á. Dạ, dạ, dạ. Nó định ăn con khủng long cổ dài luôn, khủng long cổ dài con. Bây giờ hai bạn nào bệnh cứu nó đi. Đã hống nè. Ai ai ai? Bạn thóc, bạn thóc. Được không thóc? Được, được, được. À, đây với cuốn cũng không có dài nè. Ôi, đã vậy? Đảo vậy? Ê, cuốn đâu mày đẹp quá nè, cho đổi với tôi đi, tôi không có gì la. Ê, khôn quá ha. Ồ, con người ta bự như thế này, đổi con nhỏ. Con nhỏ xíu bằng gốc nữa nè mà con. Nhưng mà nó đẹp hơn. Không đổi được con ơi, con này nhỏ quá, con ta bự quá. Bạn phải có thêm cái gì nữa mới thấy đổi được. Các bạn ơi, cái tên kia không chịu đổi với tôi rồi, tôi xin cầm bầu này chơi để cái trao đổi với hắn. Bây giờ bạn có chịu đổi với tôi không? Không. Con Godzilla nè. Đổi với con này. Không. Con này. Không. Con này luôn. Con nó giỡn chết không? Con ngựa nữa nè. Không. Nó, tôi đổ hết đó, bạn có chịu đổ không? Không. À. Ai hút đi mà. Ơi, cái bạn này sao đeo cao quá vậy? Bạn đổ cho tôi không? Bạn không đổ là tôi chọc bạn đó. Không. Đổi rồi. Rồi chết con rồi. Ừ, nhắm nó đứng ở chùa hoài được không? Bạn Toan. Vậy con làm gì vậy? Con thấy hả? Trời, con bò đang chăn bò. Con bò nhìn xấu quá à. Rồi sao? Xấu hơn con Godzilla tôi nữa. Con Godzilla của tôi đẹp vậy nè mà bạn không kia không chịu đổi. Trời, bạn liên quan tới tôi. Trời, bạn giúp tôi đi mà. Giúp tôi đổi con Godzilla với con khủng long kia đi. Bằng cách nào? Tôi cũng không biết, tôi mới nhờ bạn nè. Nãy là kia cho phép luôn mà. Không được. Thôi, cũng đâu chạy. Bạn Toan ơi, bạn Toan. Ở đằng kia có khủng long á bạn Toan. Chạy đi, chạy đi. Con khủng long cổ dài kìa các bạn ơi. Xích lại đi. Ôi lộn, con khủng long cổ. Con này có thể đối phó được với con khủng long bọc chúa không? Không đâu. Đem ra mình vũ nó cho con Godzilla này ra. Không được mà, con đã có Godzilla này không có sức mạnh. Thôi đi đi đi, kệ, không đi, chạy. Bye.
con voi này nhớ bị tiệt chủng rồi mà. Không có, nhưng mà bây giờ nó còn ở đây nè, nhưng mà con voi này có cái ngà dài quá. Voi bầm quá. Không biết coi gì nữa, nhưng mà nó có thể cái ngà nó chiến đấu với khủng long được không? Được. Ngà nó cứng lắm á. Thiệt không? Được không? Ý kiến bạn sao mà bạn buồn hiu vậy? Mình nghĩ là không được các bạn ơi. Sao cái gì cũng được cho vậy, đi tiếp đi. Ồ, anh này có khủng long câu dài nè. Khủng long câu dài này giống như con mẹ của con này không vậy? Thấy không? Vậy con này có thể đi chiến đấu với khủng long bọn trước được không? Khủng long câu dài ăn cỏ thôi, nó hiền lắm. Không được đâu, không được đâu. Rồi, mấy mình đi kiếm con khác đi. Đi đi. Nãy tôi ngủ bạn này lại lấy rồi bạn đó chưa xin phép tôi gì cho mà nó đổi luôn rồi bạn đó lấy chạy luôn. Không có quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ con Godzilla này có thể chiến đấu lại khủng long không? Không. Sao tôi coi trong phim thấy Godzilla nó phun ra đó. Godzilla này cứ là Godzilla được chơi thôi. Rồi biết đâu chừng bây giờ mình để ngoài đi, tưởng con Godzilla kia nó tưởng đâu con này là con của nó rồi sao? Để kêu siêu nhân đội trưởng sao? Ghê vậy? Con khủng long hả? Khủng long kia Godzilla sắp lại rồi, ngươi chờ chết đi. Khủng long. Nhìn đây. À, con Godzilla nó tiêu diệt được khủng long của chúa, chúng ta xuống đi đem khủng long của già lại đổi mới được. Ui, gãy chân rồi bỏ anh ơi. Ơi, bạn này chơi ác với Godzilla quá các bạn ơi. Sao bạn làm như vậy? Con Godzilla mới giúp bạn mà giờ bạn để cái chân nó bị sút ra luôn hả? Tại vì nó cắn khó quá à. Wow, con Godzilla này thật lợi hại. Đổi không? Cái gì? Nè, đổi cũng không có vậy. Ủa, Godzilla. Sáng tâm chưa đổi với tôi mà. Sáng ngày khác, sáng đổi. Ok nè. À, con Godzilla lợi hại gì mà bạn chưa đổi luôn hả? Đúng vậy, con khủng long này nó lợi hại gấp 100 lần đó. Tại nãy con khủng long này nó không thể diệt được khủng long bỏ chúa nên con Godzilla này nó kêu mẹ nó ra các bạn. Ủa con khủng long này là nó lợi hại hơn Godzilla gấp 100 lần luôn hả? Đúng rồi, mang tên là khủng long cổ dài nhưng mà nó rất chi là hung dữ. Tại con đổi lại đi bạn ơi. Không. À, vậy là bạn này bị dụ rồi. Ủa nhưng mà tôi không tin nó có sức mạnh như thế nào, bạn chứng minh đi. Giờ bạn chỉ cần tìm được một con khủng long thôi, tôi sẽ kêu con này ra giải quyết. Vậy hả? Wow, bây giờ tôi sẽ đi tìm con khủng long bầu chúa xong rồi sau này rồi tôi chạy lên tôi tìm bạn nha. Khủng long cá sấu. Khủng long cá sấu, đi theo đi, mày giỡn đi theo tao nè, tao không sợ mày đâu. Tao nói có khủng long cổ dài bảo vệ rồi, chạy theo tao đi, chạy theo. Wow, khủng long bầu chúa, tao không sợ mày đâu, tao đâu có khủng long cổ dài siêu đỉnh rồi, lượt theo tao đi rồi. Dạ cái mày chụp nha. 1, 3 hơi ẩu rồi đó. 3. Dạ. Dạ. Dạ chụp. Trời ơi. Chụp đàng hoàng cho tao chụp được chứ, chụp gì ai chụp được. Mạnh lên đi bạn ơi, bạn thương yêu quá. Dạ. Nói chụp được luôn kìa bạn. Các bạn ơi, tụi mình đang quay YouTube mà trời mưa rồi, không có quay được nữa. Quá trạng mưa rồi nè, thấy không? Ủa, thay đủ vậy hả? Thu phục con này đem về đi. Ủa, nó ăn con bọ luôn, không ơi. Ôi, cái người biển kia có mấy khủng long nữa, không được, không, đừng chạy hơn đó. Ê, con khủng long nó đuổi tới đây luôn rồi. Để bắn nó luôn. Ê, bắn nó, đừng bắn. Bắn nó. Ta không thể nào đánh lại nó rồi được rồi. Chạy đi. Ai hút đi mà. Con cá giờ heo quá cạn các bạn, về xuống dưới giả cuốn nó đi xuyên ăn. Ê, bạn nói đây, bạn đứng đỉnh đây, bạn tạt nước quá. Siêu nhân điện quang đang chiến đấu với quái vật kìa các bạn ơi. Ở siêu nhân phóng ra cái tia điện tia gì kìa. À con quái vật nó cũng chống trả lại luôn, nó đang phóng ra cái gì đó kìa. À
có cái trứng gì kìa các bạn. Đây mình ra mình mở ra xem thử nha các bạn. Đây mở ra nha các bạn. Ô có khủng long nè các bạn. Dạ mình ra đi phe an toàn nha các bạn. An toàn. Sao cái gì vậy? Tôi lượm được quả trứng này nè ở dưới biển nè. Rồi sao? Ở trong đó có con khủng long á. Bạn nhân đang chiến đấu với quái vật bên kia kìa, bạn giúp được không? Cộng ai phun lửa đi. Phun lửa rồi ơi. Phun đi, phun cho nó tiêu diệt con quái vật đi. Sao nó phun dữ chân vậy? Thu hồi con này đem về đi. Để đứa con này con gì vậy? Không biết nữa, sao nhìn nó giống như con Godzilla vậy đó các bạn. À, giống Godzilla thiệt nhưng mà cái màu nó lại khác. Cái màu của con này là màu đỏ hả? Đỏ đen. Ừ, đỏ đen, còn Godzilla là nó màu đen với màu xanh. À, chắc nó giống giống tự tựa các bạn. Ừ, rồi đây là siêu nhân là siêu nhân chiến đấu nãy giờ nè, siêu nhân là siêu nhân điện quang nha các bạn. Đúng không? Siêu nhân này nó hơi màu mè xíu nha các bạn, nó màu tím. Màu mới đẹp. Ôi! Ôi nó ăn con bọ rồi Thắng ơi. Bây giờ sao vậy? Mày đứng đây vô chứ. Mày nó đi đi. Nhám bọ. Chạy nó phun cái gì vậy? Chạy đi. Ôi, kéo lên đi. Ê! À, chạy đi tìm người giúp thôi. Nước không à? Chạy xuống nước luôn. Wow. À, không ơi, bên biển kia có mấy khủng long nữa. Không được, không đừng chạy hướng đó. Vậy là chắc cái này là ổ của nó luôn rồi. Giờ chúng ta đi đâu giờ? Ổ của nó chạy về đây nè, chạy về đây, chạy hướng này đi. Luôn luôn về đây đi, nhanh lên. Chụp cái liều này Thắng ơi. Chui vô đi, chui vô lên lên. Chui vô. Cảnh nha, chừng khủng long tới là mình phát hiện mình chạy ra liền nha. Cái chuyện nó đi tới đây đó, chừng khủng long sắp tới đây rồi. Chào bạn Nguyên. Mình thấy nó đang chạy xếp trong mình xếp. Ê, chơi kìa. Ôi, chạy ra đường này, chạy ra. Ôi Thắng ơi, lui ra đây, về ra, chạy ra, hướng tay nè. Ôi. Ở dưới phía biển đó, nhiều khủng long quá, chạy lên trên đây đi Thắng ơi. Lên trên đây, lên bờ này, có nhiều cây này, mình có thể núp được nè. Ôi, bay có cái đường mương nữa, bay xuống đây. Ôi, cái gì vậy? Súng. Hai cái súng này hôm trước của siêu nhân siêu mà. Ờ. Hay bây giờ kiếm nữa có gì nữa không? Ê, có lên cái bó luôn nè. Lấy luôn, lấy lụm luôn. Quá chắc của siêu nhân ở chỗ á. Con Godzilla. Godzilla đang núp ở đây. Godzilla con. Nó đang trốn khủng long hay sao á. Giờ mình nắm bắt nó không? Bây giờ mình đem nó về mình bảo vệ nó đi. Để có gì con Godzilla mẹ nó lại nó tìm. Rồi nó giúp mình đánh khủng long luôn. Ok. Hai đứa tôi đã giúp mẹ nó nghe bạn Godzilla. Khủng long nó đuổi tới đây luôn rồi. Bắn nó đi. Luôn. Bắn nó đi. À hay quá. Ở dưới kia bố này đánh không được. Cái bố đánh cũng siêu biến thành siêu nhân bắn mới được, đánh mới được. Bắn nó đi, bắn nó đi. Ừ hay quá ông. Ừ. Oh yeah. Còn cái bố này sao vậy? Ôi Thắng ơi, hả? Đằng kia là con gì vậy? Sao nó giống như con đã bạn với sư tử lại nhau cái vậy? Rồi, để bắn nó luôn. Ê, bắn nó, đừng bắn. Thôi vậy. Con này nó không có làm gì mình đâu, mình bắn nó làm chi? Mình đi theo con này nè, tìm khủng long, tiêu diệt khủng long. Nhanh lên đi. Bây giờ mình thừa thắng mình xong lên, mình đi ra biển, mình tìm mấy con khủng long hồi nãy luôn đi. Ghê luôn. Bây giờ mình gượng nó lại. Nhất là hồi nãy khủng long phá nhà mình. Ừ, khủng long ơi, mày đâu rồi, mày ở đây. Đâu rồi? Bạn không chờ chuẩn bị sẵn sàng nha. Ok. Lại kìa bạn Toàn ơi. Ở đây
ta tới giờ bắn lên bạn Thông ơi, đứng lên bắn lên bạn Thông ơi, bắn bắn nó ơi. À cái gì vậy? À yeah, cái súng này quá lợi hại bạn Thông ơi, quá đỉnh luôn. Ôi bắn lại chạy à? Gì vậy? Ê, đây tôi vậy, cái súng này kỳ vậy. Nhanh lên. Rồi. Rồi. Đây không thể nào đánh lại nó được rồi. Chạy đi. Ở xin nhân phải lội lên, đợi xin nhân lấy cái búa xin nhân. Cái búa đang cho cháu kìa. Đây nè. Đây bạn Thông lấy cái búa xin nhân không? Đây nè. Xin nhân nó lục được, nó lấy được cái búa rồi. Khủng long ơi ra đây. Cái giờ heo quá cạn các bạn, về xuống dưới giả cứu nó đi xin ăn. Ê bạn Thông ơi, bạn đứng đỉnh đi, bạn đặt nước qua, đặt nước lên để giải cứu. Ê, ê có một con cá các bạn ơi. Bắt được không, được không? Bắt cá này mình lên mình nướng mình ăn luôn. Là heo nhỏ xíu bạn Hiền. Đâu? Nè, để lên tay đưa nó cứ bên á, nó nhỏ hơn cái bàn tay mình đó. Nè. Đó. Kìa kìa, nó đang lội, thấy kìa, thấy kìa. Ờ đó, đó, đó. Ê, nó cũng chưa heo. Cũng lên bờ nữa à. Cá này. Các bạn nè, xuống lại nè. Nè các bạn, còn đây nữa nè. Đấy, dễ bắt quá vậy. Thôi ném mày ra luôn đi. Cho mày xa luôn nè. Đó. Các bạn ơi, bạn Thông đang làm gì đó kìa. Làm gì vậy Thông? Hả? Có trứng gì vậy? Trứng gì vậy? Để tôi đi chứ. Đâu? Trứng gì? Ê, ây da. Này là bắt trứng gì vậy? Mở ra xem. Lên dưới này nè. Con thuyền nước biển nó đang dâng lên đó. À, thì ra có rất là nhiều con vật luôn nè các bạn ơi. Con này cũng bé sầu, cũng là bọn cú nè. Có cả trứng mới nở nè. À trứng này nó đang nở. Ờ khủng long bự quá. Đó là cái súng. À con khủng long kia. Chú bụi chạy bá đâu? Có con ngựa kìa. Chào. Bộ món rồi. Bộ món được chơi. Con này đặc biệt lắm nè. Wow. Cứ trả con cũng đâu lại cho ta. Goal. Khủng long tê giác. Là gì? Wow.
đây là cái súng. À, con khủng long kia. Wow, khủng long bự quá. Khủng long gì vậy bạn? Khủng long bạo chúa đó. Ở đâu có vậy bạn? Ở cái thằng bạn tính là cái chuyện gọi là giật đồ của người ta hả bạn? Leo, bạn chết bảy rồi. Ơ, khủng long này sao nhẹ quá vậy? Khủng long bị bể kể rồi. Tung lên đây, tung lên đây, tung lên đây. Tung lên đây. Chưa có bể, khủng long này đâu có bể đâu. Bị quê á. Khủng long bạo chúa bự chà bá tới rồi nè, đây. Cái gì? Con này không bằng một cái ngón chân của con kia, nó một kiểu bự chà bá. Nhưng mà nó... tàu này xạo ghê. Thôi thì có con này chơi đỡ được rồi. Con này có nhiều cái đặc độc đáo lắm. Mở lên đây giải cứu bên kia con đó kìa. Bên kia con kìa. Ở đâu? Vừa dục con ta gì đó. Con này, con khủng long này nó nhảy được nè. Khủng long này. Ê, có con ngựa kìa. Đâu? Hồi nó mấy cha lại nó cắn. Trời, đào ngựa lên luôn. Ờ, con ngựa hả? Ơi, không bao được rồi sao bây giờ? Sao tôi quá, cứu tôi. Bỏ bên túi chinh luôn đi, cho bên túi chinh làm mồi luôn đi. Có gì vậy? Bị gì vậy? Khủng long nó đi về hướng kia rồi kìa. Bây giờ mình chạy ra mình lấy mấy con khủng long được chưa? Mình đem về bến đi. Mình đi từ từ thôi, cứ đi nhanh đó nha. Được không? Đủ chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Từ 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 từ. Nó đang bên kia, nó chưa thấy mình đâu. Được mấy món rồi, mấy món rồi. Bốn món rồi. Rồi rồi rồi, đọc 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 cái lên. Bốn món được chơi. Con này đặc biệt lắm nè. Thôi, tôi sẽ lấy cái món này, còn ba món đó tôi lấy món này. Tôi lấy con này với con này, còn bạn con ngựa này. Không, bạn đừng có mà vô lý. Đây. Không. Bạn đây. Không, tôi là con này mà. Thì giải quyết công bằng luôn, công bằng dân chủ văn minh luôn. Tôi sẽ đào hai cái lỗ côn hai con này xuống. Sau đó hai bạn lại chọn. Đây là một cục một con. Đây một cục một con nữa. Bây giờ ai chọn trước? Ê chứ làm gì? Không có giành bạn ơi. Bạn chọn chưa? Nào? Chọn con này. Bây giờ bạn thống nhường cho bạn Tú Trinh chọn trước phải không? Chọn con này. Ok, không được. Ai? Bạn bây giờ con nào? Khoan đã, bây giờ bạn thống nhất như con. Ủa bây giờ ông xem ai chọn trước đây. Rồi ok. Trời. Chọn cái lên con nào? 1 2. Cái này bự bự hay cái con kia nó hơi keo. Mình sẽ lấy con này. Rồi, thử đi. Bạn này hồi nãy rõ nghe tôi chọn trước mà. Mới lấy được rồi nha bạn. Rồi, một phần là quá gà. Con bạn kia là nó sẽ không lấy được. Mình sẽ giấu nó ở đây nha các bạn. Đó, xong đó mình nằm xuống mình ngủ. Ê, đánh ra. Cứ trả con khủng long lại cho ta. Trả đây. Sẽ giấu ở đây. Rồi sẽ lấy cát đắp lại nha các bạn. Rồi, ok.
Nó đứng lại. Khủng long kia ta sẽ bay qua bên kia luôn. À, chết Thiên An rồi. À, Thiên An lọt xuống số rồi, chết luôn. Cứu Thiên An. À, khủng long. À. Dời. Dời. Yeah! Cái gì vậy? Ê! Có chuyện gì? Có chuyện gì? Anh em cứu tôi! Tại sao lại vượt nhau? Mày nói cho canh lúc tôi ngủ mày nói lấy khủng long của tôi. Khủng long là của tôi mà. Ở đây, đây, để tao giải quyết cho. Khủng long đâu? Khủng long này từ đâu mà có? Của tôi! Từ lúc hồi nãy ô xìm với chơi chung với bạn Toàn á. Nhưng mà câu này là tôi giải cứu trong đống cát ra rồi bạn Toàn chơi, bạn Toàn chú ánh tôi xì nó đã chơi càng của tôi mà. Bây giờ cuộc siêu nhân sẽ tịch thu con này. Thôi siêu nhân, hai bạn hãy tìm cách giải quyết đi. Ok, nếu giải quyết hợp lý thì siêu nhân trả lại cho. Mà mày không? Tại bạn á. Bạn Thảo. À da, bạn này. Mình xin lỗi nha, mình đã tìm cách chân lý để giải quyết câu chuyện này rồi. Cho mình xin lỗi nha. Nha. Mình đã tìm ra được chân lý câu chuyện rồi. Rồi, dạ, cách giải quyết đó sao? Cách giải quyết thì tôi biết rồi, chỉ cần đi tìm siêu nhân thôi đi mà. À, muốn chết à? Bạn không khó tính như ngày nào thôi. Rồi cuối cùng tìm chân lý là giải quyết cái gì? Ủa, siêu nhân đây luôn hả? Nãy siêu nhân nghe hết trơn rồi, mà chân lý thì chân lý giải quyết sao? Thì người cũng kiểu người này chơi xong tới người này vậy thôi. Ờ, nhưng mà khủng long của tôi bộ. Bạn cũng có khủng long bảo chú rồi. Tôi đã nói là ăn năn rồi nha, bạn đừng có đó mà kiếm chuyện nha. Ăn năn là ăn năn sao? Bạn chơi bạn lấy khủng long ta bạn. Ăn năn là ăn năn sao? Bây giờ tôi quýnh bạn. Tôi là tôi xin lỗi bạn rồi. Giờ tôi quýnh bạn, xin cho tôi xin lỗi ha. Bây giờ siêu nhân nè, siêu nhân cảm thấy hai bạn chưa có tìm được cái chân lý gì, chưa có giải quyết được sự việc gì hết. Giờ siêu nhân sẽ đi về. Siêu nhân lấy luôn, không có trả lại đâu. Siêu nhân lấy luôn kìa, báo không à. Bây giờ nè, tôi bạn u xìm một dáng sinh tử nè, ai lấy khủng long luôn rồi chưa? U xìm là bây giờ nè, u xìm nhưng mà thái độ mình thấy vui vẻ nè. Ok. Bây giờ là ông bà xưa nè, ông bà xưa nay là giải quyết bằng cách u xìm. Bây giờ u xìm đi, u xìm mà kiểu vui vẻ. Xem cái mặt cười á. Rồi vô. Vô. Ê, để siêu nhân trao giải thưởng. Ở đây là người đạt giải nhất chương trình. Ôi, đi về. Con đã biết cách rồi nha, con đã biết được cái gì của chú rồi. Biết cái gì? Bạn Thống á, hồi nãy bạn Thống là bài hả? Mình nghĩ lúc đầu là bạn Thống hiểu được cách chơi của mình rồi. Mình cũng đang từ từ hiểu được cách chơi của bạn. Hồi nãy là ông ra cái bao mình cái kéo. Hồi đó ông nghĩ sao mình sẽ ra cái búa, thì ông mới ra cái bao. Thế là mình ra cái kéo. Đố bạn con khủng long này khủng long gì? Khủng long tê giác. Chính xác. Khủng long này nó sống ở trên trái đất cách đây bao nhiêu năm? Hàng nghìn, hàng tỷ năm trước. 150 triệu năm trước. 150 triệu năm trước. Ừ, chứ hồi nó hàng nghìn, hàng tỷ năm, thấy cái khoảng nó xa quá, mình phải nói cho nó cái khoảng nó gần lại hàng 150 triệu năm nha. Chạy lẹ đi. Đâu kiểu nó đạp của đâu. Bây giờ tôi bắt về tôi với bạn cùng nuôi luôn. Có phải khủng long kia không? Đúng rồi, tấn công nó. Chạy đi bạn ơi. Chạy đi. Chạy đi. Con kéo. Ê, đừng đi. Ê. Lấy mặt nạ đi, uống xin nhằn lại. Dịch yêu của ta. Rồi, được chưa? Con à, đúng rồi, con lạc đá. Con khủng long này để tôi tiêu diệt cho bạn siêu nhân nhỏ anh. Được không bạn? Yeah. Chiến năng rồi. Bây giờ hết xuống được rồi, làm sao bây giờ? Làm cách nào đây? À, con này là con hươu câu cổ. Còn biết con này là con gì không? Con ngựa, nhìn là biết rồi. Hai lần kia có con gì kìa các bạn. Wow, con này đẹp quá.
Ê, bạn bắt về nuôi đi. Ok, nhưng mà bây giờ tôi bắt về tôi với bạn cùng nuôi luôn chứ mình nên tôi xin nuôi nổi. Ok, giờ mình bắt về mình nuôi đi. Được. Chạy đi bạn ơi. Chạy đi. Chạy đi. Ê khủng long hả? Ủa khủng long có chạy kìa. Bây giờ sao? Ê khủng long này hiền. Khủng long hiền. Kể đi, đi chạy. Ra đâu kìa. Đừng đi. Khủng long này khủng long hiền. Khủng long hiền. Bậy không? Giỏi đá khủng long màu chúa kìa. Gảnh quá. Chạy mau lên đi khủng long màu chúa nó gượt tới bây giờ nè. Nhanh lên. Hai bạn đi từ từ thôi. Hai bạn từ lòng qua đống cát. Lòng qua đống cát. Chạy đi. Chạy qua đây nè. Ê đừng qua bánh đâu. Chạy qua đây nè. Tôi chứng này bộ anh thấy đó. Ba con này chuyện nhỏ để tôi. Đây hả? Quá giỏi quá nên mình giơ tay cho bạn. Giờ vô địch thiên hạ rồi, mấy em không sợ con khủng long hết rồi. Bạn giỏi quá à. Ngươi giơ tay cái gì ngươi trên thường ra hả? Mình giơ lại. À thì ra là ngươi con khủng long hồi nãy ngươi dám đánh tao bay vô cái dừa hả? Mình dám ngược bản túi chim ra nữa hả? Bây giờ tao có mặt nạ rồi nè, tao sẽ biến hình siêu nhân ma heo nè. Mấy con nãy là tuổi lắm, tôi búng tay cái là nó bay mất tiêu rồi. Đúng rồi, bạn búng tay cái là bay mất tiêu rồi. Mấy có mấy người mà đánh không lại á, bị khủng long nó quật cái đuôi cái té rồi chạy rồi lại nổi bạn. Ê, da ngươi kinh thường ta, tao không giúp ngươi nữa, ta đi luôn. Đây là một con vịt bằng hơi nha các bạn. Đi siêu nhân sẽ tìm những bạn nào vừa dễ thương vừa ngoan hiền. Siêu nhân sẽ tặng con vịt này cho những ai ngoan hiền dễ thương học giỏi chăm ngoan. Bạn Tú Trinh có đi tìm siêu nhân với tôi không? Cái gì? Bạn có đi tìm siêu nhân với tôi không? Thôi hồi nãy bạn nổ, bạn còn nói là bạn đi tìm siêu nhân một mình nữa mà. Không đi thôi tôi đi tìm. Thôi đợi tôi nữa. Cho cũng lâu mai hết bạn luôn. Siêu nhân kìa, siêu nhân. Sao có gì vậy? Hồi nãy khủng long kia nó quýnh tôi tệ chạy luôn. Đã tôi mới nổi với bạn Tú Trinh nữa. Rồi các bạn kia làm gì ngơ bẩn làm gì quậy quậy của tôi vậy? Tôi bị té. Đi thì con khủng long quá không? Đúng rồi. Ăn khủng long kia không? Đúng rồi, à. Tấn công đó. Nè, bây giờ lanh quá à. Giữ con này siêu nhân đi. Bạn nhiệm vụ ăn giữ con này thôi. Như tôi như bạn siêu nhân heo này mới đánh nổi. Nhưng mà tôi muốn đánh nó nữa. Đi đi, chạy phía sau đi, tiến lên. À, còn con này tớ biết con gì không Tú Trinh? Con gì nhìn lạ quá vậy? Nhớ lại coi. Con à đúng rồi, con lạc đà. Đúng rồi, biết tại sao trên cái lưng nó có cái bú đó không? Tại sao vậy? Nó sống bên sa mạc cho nên tích nước á. Rồi tiếp tục đi.
con khủng long đằng kia rất là to. Đúng rồi, khả năng là chúng ta không thể chiến thắng nó đâu. Bây giờ Tú Chinh cầm con vịt này đi qua bên kia cắt dấu đi. Đi 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 các bạn, đi qua đây nhẹ nhàng thôi nha, trốn vào chúng đây, nhanh lên. Rồi rồi, được chưa? Sau nó đi, nhanh lên. Được chưa Tú Chinh? Rồi để chưa đi, rồi lắp đậy, nhanh lên. Tú Chinh, hồi nữa siêu nhân với bạn Thống có bị đánh thì nhớ kỹ chỗ này, lại đem lại đi cứu nó, đem về nhà nghe chưa? Ừ. Rồi ok, ngoan nghe con. À, bạn Thống phải con khủng long này không? Nó mô hình tôi đó bạn rồi. Xem tờ của ta đây. Con khủng long này để tôi tiêu diệt cho bạn xuyên nhận. Được không bạn? Tin tưởng hết ơi. Wow. Yeah. Chiến thắng rồi, đi ăn mừng, đi cứu con vịt thơ, giải cứu con vịt thơ. Vịt đâu rồi? Vịt đâu rồi bạn? Yeah. Vịt đâu? Ê, đào lên đi các bạn, đào lên. Khủng long cơ. Cái gì vậy? Bị xẹp luôn hả? Khủng long tới nè hả? Đây tôi đi kêu quách gì lạ tiêu diệt nó. Khủng long, quách gì lạ đã tới rồi. Dạ ơi. Còn siêu nhân đội trưởng đâu? Mau đây ta tiêu diệt luôn. Nắng quá. Ngươi chạy rồi sao? Ngươi phải gùng ngã cái tay của ta thôi. Gắt chú leo dấu à. Bạn Thống leo lên kia, lên cây dừa. Bây giờ hết xuống được rồi, làm sao bây giờ? Làm cách nào đấy bạn Tú Chinh? Để tôi quay cho bạn, là mày giải cứu đi. Để tôi giải cứu cho. Bạn Thống ơi, bây giờ giải cứu đây đi, tôi ẵm bạn nè. Được. Vậy thì làm sao bây giờ? Để tôi tuột từ từ. Tôi leo lên giải cứu bạn cho. Các bạn, mình sẽ, nè các bạn thấy mình không? Bây giờ mình sẽ dùng tuyệt chiêu, mình chọn cái chân cho bạn Thống, rớt xuống là mình chụp bạn Thống nghe. Mình sẽ xuống đi, bạn Hiền ơi. Mình đỡ cho, đây nè, thôi tôi đỡ nè các bạn ơi. Đỡ con đít bạn nha. Ừ, bạn cứ đỡ xuống đi. Mày thả xuống đi rồi. Rồi được rồi đó. Yeah. Cho cái tội ngựa nha. Đào đít cua ra bạn. Khủng long, nhìn đây. Đó, con gì? Kìa. À, con này là con hươu cao cổ. À, nhìn đẹp quá ha. Biết tại sao cổ nó cao vậy không? Tại sao vậy? Thì do tiến hóa, nó ăn những cái lá cây trên cao, nên cái cổ nó phải dài ra để ăn những cái lá cây. À, hóa ra là vậy, đơn giản quá ha. Ừ. Còn biết con này là con gì không? Con ngựa, nhìn là biết rồi. Nhưng mà nó để dùng làm gì? Nó dùng để làm như là một phương tiện. À, hồi xưa thôi, chứ bây giờ người ta đâu ít khi nào mà ta dùng xe ngựa lắm. Khủng long này dài nè. Ê, khủng long bên kia, khủng long gái đang đẻ trứng nữa kìa. Chạy đi, chạy đi, chạy đi.
Đằng kia có cây gì độc lão các bạn, mình lại mình hái cho nha các bạn. Ê Thúy Kinh đi, ai đi tới đó giống Thống quá vậy? Đúng rồi, Thống đó, ông đang làm gì vậy? Ê Thống, Thống nguy hiểm lắm đó. Ê Thống làm gì Thống, Thống? Cái cây đó nó ăn thịt đó, nó ăn thịt đó, chạy đi, hồi nãy nó mới ăn con chó đó. Thiệt không? Thiệt, chạy qua đây nè, nhanh lên. Sao nhìn nó đã vậy? Hồi nãy có một con chó mới bị ăn thịt rồi đó. Sao nhìn nó đẹp quá vậy? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Ê, cầm cây làm gì vậy? Ra đánh quá giật tới chứ gì? Trời ơi, cái cây sao đánh để nói quá giật làm như cái thứ gì vậy? Chứ gì đánh lại nó, có gì bây đâu. Bây giờ đi kiếm bạn Tàu có một vũ khí rất là đặc biệt luôn. Tôi ở đây nè, đi theo tôi. Tôi có một cái cây này rất là dữ nha các bạn. Cây gì mà dữ? Cái cây này là cây gọi là cây súng chứ cây gì nè, nhưng mà nhỏ hơn này, nhưng mà cái này nó có thể bắn được, còn cái cây này có bắn được không? Nhưng mà đập chết người rồi. Đập chết quá giặt đó. Vậy thì giờ một người cầm súng, một người cầm cây thử coi sao nè. Đây ba con này với ẹt à, cái con đó đó hả? Ờ quấn vậy là chết ngắt rồi. Trời ơi, con đó nó bự hơn bạn luôn á. Bự mới chịu, nhỏ xíu đập gậy là chết ngắt. Con chở con ra nè, nhìn đi. Tôi nè. Bạn này hủy y quá à. Ôi, con này mạnh quá. Bạn, bạn cố lên. Bạn, bạn đi đâu vậy? Đợi tôi, đợi tôi. Núp xuống đây thôi bạn ơi. Con nó mạnh quá, quýnh không lại, cho bạn chú Trinh tự xử đi. Ê, các bạn ơi, ông Thống này ông nổ quá. Ông nói là chỉ cần một gậy của ổng là con này nó bưng, nó chết mất tiêu. Ai ngờ đâu, nó đánh một phát, ổng chạy mất dép luôn rồi. Bây giờ phải tích được tôi ra tay. Hay quá bạn Tư Chinh ơi. Ờ, thấy tôi gãy không? Bạn Thống đâu mất tiêu rồi. Hồi nãy ổng nổ cái ổng chạy mất dép rồi. Đi qua đây kia kiếm bạn Thống coi. Ôi, hai bạn ơi, ở đây có ba con khủng long luôn hả? Ừ. Khủng long đó là khủng long gì mà khủng long này dài nè. Ê, khủng long bên kia khủng long gái đang đẻ trứng nữa kìa. Trời ơi, nhìn đẹp quá ha. Ê, ê, có con hút ghi nữa kìa. Đâu, hút ghi đâu. Ôi, hút ghi nó chạy đâu rồi đâu phải. Ê, bây giờ mình qua mình lấy trứng của con khủng long đó đi. Không đi. Được đâu, nó khủng long hiểm má. Nhưng mà mình lấy gì mình nắp cho nó nơi nở thôi chứ mình đâu có làm gì đâu. Đi. Có gì tới mình nấu mè ăn luôn nha bạn. Các bạn vô bạn lấy đi. Ok, để tôi chờ bạn đứng đây nha. Chạy đi, chạy đi nha con. Ơi. Sao ném trứng vậy? Ơ, đã vậy, đã vậy. Ừ. À, cái trứng mà đây là một cái trứng khủng long màu xanh nè. Giờ mình tìm chỗ nào mình giấu nó đi, mình ấp nó đi. Không được á. Ai đằng này có gốc cây nè, mình coi có chỗ nào đâu. Bên này nè, bên này nè. Ờ, không. Đây có cái hố nè, giờ mình giấu ở trong đây nha các bạn. Ê, mình lấy cái gì mình che đây đi. Có cái cỏ gì không che lại đi. Đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè. Nè. Đó. Đang làm cái ổ cho nó các bạn ơi, cái ổ trong hốc cây nè. Hút gì kìa, hút gì kìa, hút gì đâu. Hút gì lại nó phá trứng khủng long của mình kìa. Bây giờ sao giờ? Cái súng đâu? Cái súng bên kia kìa. Cái kia kìa, cái súng các bạn để ngay đó kìa. Đó, kìa nó. Cầm cầm lên đi, chuẩn bị đi đánh. Bây giờ cát không ạ? Bây giờ mình sẽ cử Tú Trinh ra đại diện. Tôi sợ đâu? Nó đánh, nó đá một cái. Bạn có cây súng này, mà. Bạn lo cái gì? Né, né sao bay qua Phú Quốc thì bên du lịch luôn. Đi đi. Bạn Thắng, bạn Toàn à. Chạy, chạy à, chạy đi, nó không lại đâu. Cây súng của nó không lại luôn hả? Đúng rồi, nó mạnh lắm. Trời ơi, sao lên cái dừa vậy? Nhanh lên bạn. Nhanh lên. Nhanh lên. Ai chạy. Cái lấy cái dừa này mình trội đậu nha các bạn. Cái dừa này hả? Ê lực hai bị khủng khiếp á. Được không? Được nhá. Vì bạn lấy cái trái bự này đi. Trái dừa khô này nè. Rồi bạn gìn gìn bạn trội nó nha. Ok. Bây giờ bạn Tú Trinh ở đây trốn đi. Cho bạn Thống đi rồi bạn trội. Dạ. Ok không? Bình thường. Đi 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 đi. Ta sẽ cho ngươi ăn trái dừa nè. Các bạn ơi, trái dừa trời nó không ăn hôi dưới trái, nó còn dội ngược lại tôi té cái muốn chết luôn vậy. Bây giờ sao? Kiếm siêu nhân đi. Giờ kiếm siêu nhân ở đâu bây giờ? Đi.
Được. Bây giờ mình phải đi đặng mình bảo vệ chứng khủng long. Ai da đẹp mắt tôi vậy. Trời ơi cái bạn này. Ôi các bạn này. Đi đi đi. Nhanh lên đi. Ở nè, tới chỗ chứng khủng long rồi nè các bạn ơi. Mở ra coi coi, mở ra coi coi. Tức hả? Bây giờ mình đem mình trả cho cái con khủng long mẹ đi, cho con mẹ nó tự bảo vệ đi, mình bảo vệ không được đâu. Gì vậy? Nóng hả? Bây giờ lại rảnh quá ha. Đi. Khủng long bên kia bạn Tú Trinh. Giờ mình lên mình trả trứng cho nó đi. Ok. Mà khủng long này hiền á, mà tại sao nó bị con gì đó nó giành cái trứng của con này, phá trứng của con này ha. Cái trứng nó ngon á. Đi vô ngay kia. Siêu nhân sẽ cho người nếm mùi tơ nhện của ta. Thống vào Tiêu Chinh. Siêu nhân đã tiêu gì được con hút nghi rồi. Thì không. Nó đâu bị tao đánh văng lên trên bụi cỏ rồi kìa. Đi đặng tìm nó đi. Mình đi kiếm đây. Kiếm nó. Nhanh lên, nhanh lên. Đằng kia kìa. Kìa nó kìa. Đi đi đặng xem coi. Nhanh lên, nhanh lên. Ôi ôi ơi, con khủng long kìa. Con gái nè. À, đây có con khủng long nữa nè. Khủng long này khủng long gai. À, khủng long này là khủng long bằng nhựa. Nó kêu được luôn hả? Kêu nè. À, con hút gì này. Bây giờ chúng ta bắt nó đem về nhà uống nó đi. Mày dám lộng hành hút gì? Nè, ký vô trong cái mỏ đó. Mày nha con. Mày nha con. Mày có con khủng long hồi nãy nhưng nó nở ra là đây chơi với con nào nữa kìa. Đúng rồi, nhìn nó đẹp ha. Ừ. Mà bạn Đồng, lấy khủng long gì á? Khủng long này là con khủng long gai. Khủng long gai là cái trứng hồi nãy á, xong rồi cái nó dắt thêm một bạn khủng long tê giác lại chơi luôn. Wow. Hai khủng long luôn, tại nãy mình cứu nó, giờ lại đây nó chơi với mình, nó mến mình này đó. Cái này thật là đáng ghét luôn. Nhìn nó xấu xí không cái gì nữa. Hồi nãy còn phá cái trứng khủng long nữa. Hút ghi hả? Hút ghi nè. Ôi, khủng long bỏ chúa kìa. Dạ đi tìm siêu nhân này, đánh khủng long bỏ chúa đi. Giờ này còn ngủ không biết. Siêu nhân ơi. Siêu nhân vậy. Siêu gì nữa. Có khủng long bỏ chúa hồi nãy tôi với bạn Tú Trinh đang quýnh con hút ghi này. Cái khủng long bỏ chúa nó làm giật mình chân luôn. Khém nữa cắn bạn Tú Trinh này. Còn khủng long bỏ chúa nó bự cỡ nào? Bự lắm. Nó bự ơi là bự luôn. Nó bự hơn tôi luôn á. Khủng long bỏ chúa. Hôm nay gặp siêu nhân là ngươi không may cho ngươi rồi. Khủng long này nó mạnh quá. Siêu nhân dùng tơ nhện không thể nào đánh nó với nó được. Bây giờ siêu nhân phải đi lấy cây súng thôi. Cái súng của ta. Khủng long bạo chúa kia. Khủng long à, có biết đây là gì không? Nè có camera làm chứng nè, nãy nói gì. Mình nói là nếu như mà ổng leo được tới cái này nè, ngay trên này luôn nè, là mình sẽ cho ổng thêm 5.000 nữa là đủ 30. Tại mình thấy ổng hay 5.000 á. Rồi đó, dám chơi không? Có camera làm chứng nè. Tuổi. Trên này nè nha. Trên đọt hả? Nữa. Trên đọt phải không? Cứ leo ngoài đi, khi nào đủ thì thôi. Tới đọt luôn rồi. Ai bộ đừng nghe. Quyến nữa, mới đủ 2.000. Biết đâu thì chỉ cụ thể thì ta mới leo được. Trên nào, đây phải không? Miếng nữa, chú này. Ừ. Ổng bị dụ leo nha mọi người. Rồi coi ổng xuống đó các bạn. Rồi người ta leo được kìa, trả người ta 5.000 đi. Ừ, thôi giờ mình tính tiền mình trả luôn nha các bạn. Ấn đồ. Rồi xuống đi. Vì được 5.000 rồi đó hả? Thôi cho tôi với tôi muốn lên trên. 5.000 phải không? Cho tôi không? 5.000 cái gì? Rồi, lên đi.
lên chơi đi luôn. Kiếm 5.000 xài chơi coi. Thôi giỡn rồi chứ 5.000 dễ dễ vậy đó. Được rồi đó, nhưng mà mất công bạn đó tốn tiền, tội nghiệp bạn đó quá. Cái lỗ này để làm gì bạn không? Trồng dừa. À trái dừa này mình trồng xuống đây mình tưới nước đó là nó sẽ lên phải không? Đúng rồi. Được chưa không? Ở đây cát trồng không có lên đâu bạn ơi, bạn phải tìm chỗ nào có đất á nó mới giữ nước, còn ở đây nó khô vậy dừa nó không có mọc lên nổi đâu. Không mọc thì đem nhà mình nạo mình nấu gì ăn luôn bạn. Bạn không? Có thấy đồ siêu nhân của tôi đâu không? Bây giờ mình sao giờ mình chơi đu lại nó đâu? Mình có hai người à. Con này còn có cái mỏ nhọn mà dài nữa. Không cho ăn con ngựa luôn. Ờ khuya được rồi, nhanh lên nhanh lên. Mạnh quá vậy, chạy chạy. Chạy đi. Con cá xanh này mở mặt nạ ra quay ai vậy? Quá giặt chứ khủng long ra đánh hai người kia cho ta. Còn hai cái nấm này ở nhà, ngươi nhớ nhà đi. Ôi, bắn nổi không vậy? Chạy đi, chạy, chạy, chạy. À, cũng được đấy. Đeo vô. Hả? Áo siêu nhân của ta đâu rồi? Bây giờ chỉ còn cái mặt nạ thôi. Ta phải đi tìm thôi. Ê! Gì vậy? Hai bạn có thấy cái áo siêu nhân của tôi không? Không. Không. Hồi nãy là có một thằng mặt nạ một thằng xanh á, ngang đây rồi nó đi vô kia nó núp ở trong á. Giúp tôi đi tìm nó đi. Gáp cái súng này vô cái đã. Hả? Hai bạn, ai lấy cái súng này? Ôi, ai có khả năng xài? Bạn bè hai ngày đó. Okay. Súng này lợi hại lắm nha. Giờ bạn cứ xin gia sử nó đi. Hồi nãy bạn xung phong được không? Bạn được, được, được. Cứu lên, cứu lên. Okay. Cũng long hả? Nhìn đây. Cứu lên. Màu mèo quá, không biết bắn chết nó không nữa lại rồi. Yeah. Hay quá bạn ơi. Ôi, bạn kia có con gì đẹp quá kìa. Con gì dễ nhổ vậy? Nhìn nó giống con gà quá. Con này còn có cái mỏ nhọn mà dài nữa. Con mắt của nó bự chạy bao lửa luôn. Thôi vậy chắc em đang đau bụng bắn nướng ăn. Trời ơi, bạn này xàm ghê, nghĩ sao con này ăn được vậy? Nhìn nó không giữ mỏ nhọn thôi bạn ơi, bạn hét thôi, con ta đang sống được ăn thôi. Đi đi đi, mình đi tìm cái áo mình đi. Bạn muốn ăn hồi nữa tôi sẽ tìm thức ăn cho bạn. Ok. Ê. Ui, sao có che đây? Để tôi đập hộp cho. Rồi, để tôi. À, còn làm gì vậy? Hả? Chiếc xe này là cứu hộ khủng long á. Không, biết không? Nè, cái nó xoay được nè. Đúng rồi. Ừ, lỡ này nó móc trúng đầu khủng long chết rồi. Không, nó sẽ móc con dây vô, cái nó đưa khủng long lên đây, cái nó thả xuống đây, cái nó chạy đi. Đó, rồi nè, cho bạn giữ đó. Vinh, cho mượn cái xe chơi coi. Không. Bạn kéo kẹt chưa? Ừ, tôi kéo vậy đó, rồi sao? À, không thèm, giật luôn bây giờ nè. À, đợi đi. À, đi. Ủa, cái gì vậy? Người ta đang đi tìm áo của tôi mà bạn làm gì vậy? Tôi mượn xe bên em cho nè. Thì bỏ qua một bên đi. Cái này tìm được cái áo siêu nhân đi rồi hết chơi. Bạn đừng cái đó mà. Vô lý hết chơi. Bạn không sao. Dạ? Tôi bắn bạn luôn. Dạ? Cái thú của mạnh hơn của bạn đó. Bạn đừng có mà gõ vô nghe. Nghe. Bạn đi ra. Sư phụ ơi, hay sư phụ. Đi kiếm cái áo giùm em cái. Em đang nỉ hay sư phụ. Bỏ cái này. Cái gì? Bỏ cái gì? Bạn đừng có mà vô lý hay chưa? Bỏ cho em nè. À. Đụng chạm không? Đừng chạm không? Các bạn ơi, bây giờ tôi bỏ hai bạn này đơn tự mình anh tôi đi tìm luôn các bạn ơi. Hả? Con khủng long. Ta không có vũ khí làm sao chống lại được đây. Phải đi tìm thuốc chinh và bạn thống thôi. Ôi, thống ơi.
con khủng long. Ủa cái súng đen rồi chú Vinh đâu vậy? Mẹ đây nãy tôi lỡ bắn nó, cái nó chạy mất tiêu mà. Giờ giờ đưa tôi một cái súng đi, đi tìm khủng long đó nè. Đây. Ôi bạn Thống ơi, hồi nãy con khủng long nó ở chỗ cái cây này nè, mà sao bây giờ mất tiêu rồi, chỉ còn một con gồng bay kìa. Thì giờ bạn hỏi nó đi, cái chừng nó là gồng bay tiên á. Bạn hỏi nó bộ đồ bạn đâu đi. Bạn Gồng, có thấy đồ siêu nhân của tôi đâu không? Ủa, bạn Gồng đứng thinh. Ê, nhưng bạn Gồng này không biết nói tiếng người đâu. Ôi Thống ơi, con khủng long bảo chúa kìa. Giờ mình bắn khủng long bảo chúa bảo vệ khủng long cổ già đi. Tiến lên, tiến lên, qua bên kia chạm qua bên kia. Wow, quá đỉnh, vô, yeah, yeah, yeah. Ôi, cẩn thận, trong này có nguyên kho báu nè. Ủa, à, gà khổng lồ xanh. Gà khổng lồ xanh có nghĩa là gà khổng lồ xanh đang bảo vệ con vịt này. Có khủng long bảo chúa nó nè. Là không cho khủng long bảo chúa ăn thịt con vịt, không cho ăn con ngựa luôn. Ừ, con này con tê giác nè. Đúng rồi, khủng long này khủng long tê giác, nó có cây súng nữa nè. Khủng long tê giác này, cái súng này nó sẽ bắn được luôn á. À, đây là một đống chiến lợi phẩm luôn, mình sẽ đem về thôi. Thì, đây nè, ôm gom đi nha, gom đi nha. Rồi cái súng tôi cầm cho. Bây giờ mình đứng vô có cái nấm ở đây nè. Nhưng mà cái này, đây là đường vào chỗ cái con cá kia. Con cá kia kể đi, chứ giờ vô đây mà đụng nó là nó ngộ độc chết luôn á. Bắn nó luôn được không? Không, nó bắt tử rồi. Vì mình đi vòng, mình đi sát qua mép này nè. Đi, 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 tôi. Lỡ chợt té nó ăn thịt sao? Đi, từ, từ, từ. Ok, được rồi, nhanh lên, nhanh lên. Đồ đẻ không ơi. Ở trong này có ba ống cây nấm luôn, quá trời nấm luôn nè. 1, 2, 3. Với một con quỷ bên kia nó kìa, con quá vật lớn kìa. Bây giờ mình sao giờ mình chơi đu lại nó đâu, mình có hai người à. Nếu mà đi thì cái áo siêu nhân của tôi như thế nào? Dì hay biết, giờ mình đi ra đi hồi mình gửi thêm đồng binh lại chứ giờ sao mình đánh lại. Thôi rút chứ đi, rút chứ, đi. Rút. Bây giờ mình đi ra đi. Ôi ơi, con khủng long nó chặn đường mình rồi Thống ơi. Tiêu diệt nó luôn đi. Bắn mạnh quá vậy. Chạy chạy. Bắn thêm cái nữa. Chạy đi. Ôi, khủng long thủ rồi Thống ơi. Bây giờ mình chia làm hai đi. Không được, mình chia được, tôi đi qua khủng long đây. Ok. Hẹn gặp ở chỗ cái liền nha. Ok. Ê Tú Trinh. Ui, ông này là ai vậy? Tú Trinh. Ờ, nó đang bị thôi đi. Ê. Ê da, sao bạn quay đeo ra? Ông gửi đi, ông thôi đi, nó chạy đi. Tôi với bạn Thống đi tìm cái bộ đồ, gặp khủng long, rồi gặp nhiều thứ rất là ghê sợ. Bây giờ mình đi về liền, mình tìm chỗ mình trốn thôi. Ủa nhưng mà bạn là đâu? Đó là không bạn Thống đâu rồi. Tôi cũng không biết luôn. Tại vì đây ta kiếm thì nó mặt nạ thì nhà anh đó. Tôi chẳng một bộ luôn. Ai cho cái liều vậy? Chị ra đây. Ngươi à? Chị ra con. Thấy à? Ngươi là cái người mà lấy đồ của bạn Thần này chứ đâu? Con cá xanh này mở mặt nạ ra với ai vậy? Bạn Thần. Chị ra là đóng mà. Dám lấy cái mặt nạ, lấy bộ đồ, là bộ đồ của ta đang ở đâu? Đây trên đường cây đã. Lấy nó lên. Mục đích của ngươi lấy cái áo này là gì? Ê! Chạy nữa hả? Ê! Chạy hả đi lại! Đứng lại! Chậm chạy! Đứng lại! Cũng may là cái áo này còn! Nếu không là sức mạnh của tôi đã hết rồi! Mừng quá! Cái áo gì giấu của tôi! Quá giặt với khủng long ra đánh hai người kia cho ta. Còn hai cái nấm này ở nhà, ngươi nhớ nhà đi. Để ta đi theo con khủng long với quái vật này ra. À, Thống hả Thống? À, không, hai tên kia. Ta đem lại một con quái vật với một con khủng long này, hai người đã dám đánh không? Quái vật đó đó hả? Ừ. Quái vật gì vậy? Quái vật này gan là kẹo mà nó nở cái nữa nữa. Ghê quá, sợ quá, sợ quá. Sao? Sử Tú Trinh. Ừ. Ngon đó. Ôi, bắn nổi không vậy? Nổi mà, đứng yên đi đi. Chạy đi, chạy. Cái súng này không có mạnh được gì hết
nó mới quá mà sao mà nó vô dụng quá vậy. Bây giờ hãy đi lì về cái liều lấy thêm một cây súng nữa, một người một cây súng tiêu diệt nó. Nhanh lên. Hai người sốt gà nha, dám quay lại đây lần nữa ha. Trời, ba súng nó quay giật bắn một cái. Wow. Cái tôi đã, cái tôi đã. À, cũng được đây. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Quay rồi. Ai? Ai? Đứng đây, đứng đây, đứng đây. Ngươi đã thu phục chưa? Ngươi biết tạo chưa? Biết rồi. Từ nay không được làm như vậy chưa? Ngươi làm hại ta, làm hại cái súng của ta đã bị gãy luôn rồi, ngươi thấy không? Ủa, đây đồng giờ đồng đội ngươi quýnh tao bộ. Thì ngươi làm chuyện ác đồng đội ta mới đánh ngươi. Cùng làm ta té lộn mèo hai vòng á. Đi về lấy cái mặt nạ màu con cá xanh cho tao lên. Nhớ nghe chưa? Ủa, mặt nạ cá xanh tôi mà. Bây giờ tôi phải lấy cái đó lại, tôi không cho bạn đeo vào, bạn làm chuyện xấu nữa. Đúng rồi, rồi dạy nhanh lên. Có phải bọn khủng long bọn chúa này không Tứ Vinh? Đúng rồi đó Sứ Nhân. Đi ra đây xem Sứ Nhân trừng trị đó nè. Dám độc ác hả mày? Wow. Tao tặng cho ngươi cá chép ngân hô à. Ồ. Thu phục được con cá này thì ta đã có được cái mặt nạ này. Mặt nạ đẹp. Mặt nạ này đeo vô nó có bị hôi không? Không. Ngươi nói chuyện giang nước miếng vô đây. Không có, không có. Thiệt không? Ê, đổi nón sao đổi được. Thôi che cái mặt đi, hãy đem mặt nạ vô để dính nước miếng vô cái miệng sao. Đeo. Tao phải nín thở đeo vô. Nhìn hài vậy. Clip của tụi tôi xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở nhớ đăng ký. Woo! Đúng vậy. Tụi mình sợ còn bao nhiêu sức nó lên 100 thôi. Quên thôi. Thôi, thôi thôi không nổi đâu, bạn đi bên kia đi. Được rồi. Lông cổ dài hả? Đúng rồi. Con lông bảo chúa này là tại nó còn nhỏ thôi, mình mới dám lại gần cho nó lớn gọi là nó ăn thịt luôn á. Trời này cậu vàng nhà tôi đó sao đánh được. Ôi bạn, bạn đằng kia có hai khủng long này chiến đấu kìa. Ồ, con khủng long có già này làm gì đánh lại được khủng long bảo chúa, tại nó hiền khô. Không nha, con này nhìn vậy thôi chứ mạnh chứ bộ. Thôi bạn bắt mày tôi, bên phe cũng không bỏ xuống. Ờ, bạn đi đâu, bạn đi đi. Ờ, yếu xìu ghê không. Sao con này nó yếu quá vậy? Ai biết. Đu, con bạn phun cái lửa không kìa, không mày giờ đổi đi. Thôi, không đổi đâu, bạn đi bên kia đi. Được rồi. Yeah, chị thắng rồi. Thôi, giờ cho tôi đi. Không, hồi nãy bạn chọn cũng lâu kia mà, nó thua rồi, cái này của tôi. À, được đây. Nhớ đây nghe. Con này với con kia nó chiến đấu á, con này thắng nè, còn tôi được nó. Wow, khủng long cổ dài này là giống như khủng long cổ dài đợt trước mình giải cứu nó nè, phải không? Đúng rồi, nó đó. Hay quá vậy. Ở đằng kia có nguyên một bầy khủng long bạo chúa luôn. Ghê vậy. Đi coi không? Đi 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 đi, đi. Ngoan nghe khủng long cổ dài, đừng có chạy đi đâu nghe khủng long cổ dài. Thấy kìa, thấy chưa, thấy hai khủng long chưa? Wow, thấy rồi, đẹp quá nha. Khủng long bảo chúa này là tại nó còn nhỏ thôi, mình mới dám lại gần cho nó lớn gọi là nó ăn thịt luôn á, mình không dám lại gần nó đâu. Còn biết khủng long này là khủng long gì không? Tôi nghe, tôi không biết đọc tên mà tôi hay gọi đó là khủng long màu á. Đúng rồi, khủng long màu, nó có cái màu ở trên đầu giống như cái màu gà vậy đó. Đúng rồi. Khủng long là khủng long bảo chúa. Mình lấy. À, còn hai con này biết là hai con khủng long gì không? Chàng ơi, quá dễ chàng, đây là con khủng long gai nè. Đâu? Ờ đúng rồi. Còn không, khủng long này là khủng long gai phải không? Đúng rồi. Còn khủng long này là khủng long gì? Khủng long cổ dài hả? Đúng rồi. Hai con này nó đều ăn cỏ hết. Khủng long này quá đẹp luôn bạn ơi. Quá đẹp luôn. Ê, khủng long. Trên đây bạn, trên. Cái
chuyện gì vậy? Đằng kia có khủng long chà bá luôn. Bạn có cách nào đánh khủng long không? Không, tôi người thường. Ở đây có con chó nè, bạn kia tôi đi đặng đánh khủng long đi. Cậu về nhà tôi mà. Giờ đem ra cho khủng long ăn thịt còn mình còn chạy được á. Trời ơi, này cậu về nhà tôi đó sao đánh được? Ê, nó tới, chạy đi. Tôi bắt bên khủng long bao chúa, bạn mới lấy bên khủng long kia. Bạn lỏng thấu đúng không? Đúng phải. Bạn đó bạn. Dám làm cho tôi. Ủa khủng long đâu rồi? Bây giờ tôi nói tôi lấy khủng long, giờ bạn làm gì với tôi? Trả cho tôi. Trả vậy tôi đi trước nè. Bạn thấu. Ôi Linh Dương ơi, bị bạn thấu dụ rồi, vậy phải làm sao đây? Linh Dương có cách nào giúp tôi không? Bạn Linh Dương không trả lời, giờ mình sẽ tự nghĩ cách. À, có khủng long, lộn, có siêu nhộn. Khủng long hả? À, có cái cây dưới đây. Chết người ta. Khủng long này mạnh quá, không đại, nó chạy thôi. Khủng long nhỏ hả? Cái cây này không thể nào đối phó với con khủng long lớn kia được. Nhưng mà con khủng long nhỏ này hả? Không thành vấn đề đâu, nhìn này. Khủng long hả, nhìn đây. Quá thằng vậy. Cái búa đó, ở đây có dùng xì chuối nữa hả? Dùng xì chuối cho ta xin phép lấy cái búa nha. Bạn ơi, mình đã có cái búa này rồi. Bây giờ mình sẽ tìm bạn Thấu đi. Lấy được khủng long có dài nha. Ok, đi thôi. Khủng long mà, ta sẽ không sợ ngươi đâu, vì ta đã có cái búa này rồi. Cái búa này làm cho ta thêm sức mạnh nữa. Ngươi chỉ nằm trong lòng bàn tay của ta thôi. Nhìn đi. Bây giờ đã có khủng long ta đã chạy trốn được, giờ ta sẽ đi núp thôi. Điện kia quá súng, mình sẽ lấy nha bạn. Mình sẽ bắn bạn chú Trinh, và coi bạn chú Trinh chạy đường nào được. Mình sẽ đi về núp đây. Ăn đây, có ngon vô bắn lộn không? Ok. Vô. Anh làm gì? Cái còn khủng long của ta đâu? Sao cái nó chạy mất tiêu luôn rồi. Thôi không sao nha các bạn, dù gì cũng thấy được khủng long rồi. Mình lấy xong rồi, mình sẽ đem đi cắt luôn nha các bạn. Mình sẽ không cho hắn kia thấy nữa. Đây mình ngồi chơi chút nha các bạn. Ồ, bạn Thúy Trinh về nữa kìa, bạn Thúy Trinh vô đây chơi xe khủng long không? Bạn á, bạn giành khủng long của tôi nè, ăn cắp rồi, rồi bạn còn đánh tôi nữa. Nhưng mà giờ tôi bỏ rồi. Tôi chắc đã bỏ đâu, lần trước bạn cũng hứa vậy với tôi, bạn toàn đó. Nhưng lần trước khác mà, lần này ta trả lại rồi mà. Ok, xe cũng đẹp quá nha. Có khủng long nè. Ghê vậy, khủng long hả? Thôi đi về. Đây. Các bạn nghe nó nhìn mình nó chảy nó nguyên quá trời. Bọn nó đang đói bụng lắm, gì nó nhìn Tú Trinh tính là cái cây nấm hay gì á, nhìn Tú Trinh giống như cây nấm khổng lồ nó ăn vô. Các bạn ơi, mũi cho nó bị sọt cái dây qua vậy nó có đau không? Nó đau đó. Bởi nó mới chảy nước mũi đó. Người ta sọt như vậy đó, nếu mà cầm đi á, cái nó đau cái mũi nó phải đi theo người ta, thấy không? Chúp. Tội nghiệp nó quá các bạn. Chúp. Này nó chảy nước mũi chứ không phải nó chảy nước miếng đâu. Rồi. Ê. Cái gì vậy bên tờ? Bạn tròn người giúp mẹ các bạn. Ơ da xì máu luôn rồi. Bị giúp cái cây nào vậy? Chú tròn. Tại vì em nghe một cái bịch. Em nghe một cái bịch luôn. Em quay lại. Cây nào vậy chú tròn? Cái này nha. Trời ơi. Đây lại cây. Đập nó xuống thấu nó dập nó. Các bạn ơi, bạn tròn bị té.